Tại Bình Thuận, tối qua ngày 10 tháng 3, Đại đức Thích Nguyên Tấn, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Phan Thiết, trụ trì chùa Linh Thắng, hiệp cùng Chư Tôn Đức, trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận, trang nghiêm thiết lễ hoa đăng kính mừng vía ngài Bồ Tát Quan Thế Âm đản sanh 19 tháng 2 âm lịch, cầu nguyện quốc thái dân an. Tại buổi lễ, muôn người như một đều dành trọn trái tim mình thông qua ngọn nến để mong muốn tất cả những điều tốt đẹp, bình an nhất sẽ đến với người thương yêu chúng ta và những người chúng ta yêu thương. Cao cả hơn là cầu nguyện lên đất nước mãi thanh bình, nhân dân bá tánh mạnh khỏe, đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.